Thành ra sợ nó nghĩ ngoài đây mình có ăn tình với ai, cái nó không biết đây mình tuổi thì vợ mình đi. Đúng rồi. Không ngại hả chị? Thành ra không có ngại thiệt. Không mắc cỡ sao? Mình sống không. Rồi... chuyện đó vợ tôi biết. Rồi lỡ người ta đi vô bất tử á. Trời ơi, lỡ vô bất tử tôi không có chấp nhận nữa. Lỡ vô người ta đi ngang ta ngó rồi vợ chồng tôi kéo vô cũng cho nó qua luôn thôi. Ừ. Đó. Chuyện đó tôi có bị rồi nó luôn nữa. Có luôn ha. Trời ơi, người ta có rồi người ta bị người ta mới nói tôi á. Đó mình. Tao có đấy rồi mày rồi nha. Mày có vụ này không? Vui gì nếu có bà. Rồi Minh Tăng chào cả chú anh chị mọi người nha. Thì bữa nay đi ngang đây ghé hâm U62 mọi người ơi. Xè quá xè. Thì đang trong nhà hai chồng làm gì cũng biết. Ở đâu? Là mấy con chó rồi. Kêu ba là chó. Là mấy con chó rồi. Là nó rồi. Bên đây. Bên đây vô được không? La nó rồi. Trời ơi. Ừ, trong đây gì đây hả? Mới vợ chồng mà có ngày qua nay hai bữa mình có gì nữa mà có mướn kiểu mình không có mối mang thì dám cố gắng mà ăn lo gia đình vợ con sum họp sống mỗi ngày mà mới làm thử chưa hay đâu mà thấy hợp hợp đó nó chưa đâu hôm tới giờ đó quay không có làm không sẽ không trời thằng ơi vậy đó công nhận cái sức khỏe của mình không biết vậy đâu mà cũng còn hoài đang có nghĩ tình vợ chồng vậy nó mới nghĩ thương nhau mới sống mới được nhau được chị mới chung thủy chứ rồi bà hết giận rồi hả trời cái đó là chuyện bình thường tôi để rồi vậy vậy ha giận là giận lúc vợ mình biết sống nhau hiểu mà ừ nó sao giận luôn sợ bỏ nó thì nó tội nghiệp với một nữa chứ nó đi bỏ mình nữa tội nghiệp cho mình với vợ coi với con cái nhỏ xa nhỏ kia đi mua cà phê rồi mới đi mua nè ủa làm dữ lắm sao mà ba cái niệm dữ thằng á ba niệm là ba mấy đứa con nằm á ừ, ông nằm thì mấy cái nằm nè nằm với bà ở dưới hả ừ nằm dưới mà nằm dưới nó dễ dễ nhịp dễ nhịp ha nhịp làm sao thì nhịp nó không có nhịp như cái niệm này nó nhịp nó im hơn nhịp nó có độ đàn hồi theo ha nó không có độ nhịp là so còn này nhịp là nhịp nằm im luôn là cũng như nó không có nhịp tới nhịp lên là kiểu nó không có nhúng á không nhúng ha phải công nhận sức khỏe tốt nha khỏe tốt thiệt mà nó ngay ra ý tôi còn nghĩ tôi không ra tôi luôn đó không ra luôn hả không ra luôn mà tôi nghĩ cái này ho cại ý trời định mình rồi sức khỏe mình được mạnh được vậy là khỏe lắm thì dễ vậy anh bởi vì dễ có im lắm ông mới nói gì kìa chị giận ổng không có thiệt luôn hả có giận ổng không nó thấy không giận ổng vậy đâu có lấy dấp đâu bữa nay thương ổng lại chưa còn buồn nữa không còn giận nữa không giận thì giận chút rồi ha giống có bầu hay gì đó thôi có đâu hả mới ngừng đó là mới ngừng nè coi bữa mấy nè mới người nè mới làm gọi đâu rồi đụng nó gì muốn chết luôn chứ đâu phải chơi đâu vợ chồng cũng thèm lắm thèm ha nói ngay ra mình sống mình biết thành ra hoàn cảnh mình hiểu anh thèm hả bả thèm hả anh thèm hả bả thèm thì hai cái nào cũng y chang vợ chồng mà cái nào cũng y thích muốn nhau rồi hai người nào cũng hết vợ cũng muốn mà chồng cũng muốn tất cả đi chị để không có ồn chứ tùy ra thì cái gì mình cũng nghĩ nó ngay ra đi sống mà anh không sợ có bầu nữa hả không không có đâu phải có là dính rồi dính rồi phải có là dính dính nha bị người ta nói thường thường nó có kinh hoài thì nó không có đâu mà nó mắc kinh cái gọi là dính nè thằng ơi
Bị gì con nhỏ này cái tuổi vợ tôi nó còn trẻ nè. Trẻ ha. Ừ, với sức tôi nó còn mạnh á. Ừ, trẻ. Sức lực của mình nó còn. Sức lực còn ha. Ừ. Còn cái dinh trùng của mình nó mạnh đó. Thằng ơi, nó cũng còn dính gì. Còn dính ha. Bị gì tôi trả đồ mấy ông kia không kể mà nó Minh ơi mày khỏi lo đi. Ừ. Mày sống cha mẹ ha. Tới 62 tuổi á, yêu cầu mày có con vợ trẻ đi. Trời ơi. Nó cũng có con nữa. Ngon hả? Ờ, bị ông này ông nói là tôi mất kinh nghiệm tôi biết. Ông nói sao? Là ông nói là từng tuổi á, tao có y gan vậy nè. Tao 62 tuổi thiệt mày á, là mới có vợ á, chừng mà tao chịu cặp bà nào mà còn mà trong kinh đó ha. Kể như vô là dính đó. Bây giờ ông mắc rồi, mà ông ở bà đó đâu cũng được đâu, 4-5 đứa đó. Có không chị? Ông nói có không? Ông nói dốc. Không, lúc đó chưa coi vợ tôi. Đúng rồi, mà bây giờ hai mấy ngày nay nè, mới ngày tối này nè. Có. Có không? Ông mới tối ông ấy nữa nè. Hồi tối không có làm không? Ông nói làm hả? Có. Có hả? Chồng mà đâu nó dốc. Thằng ơi. Cho cái luôn gì? Hả? Ờ, cái gì mình tình thiệt nó sẽ. Sống nhà mình đâu nghĩ gì đó đâu. Ừ. Đặt vòng lâu rồi, nay là cũng 3-5 nay rồi. Ông đòi ha, chị đòi. Ý muốn hai chồng chân. Ông làm gì làm rồi. Ông làm gì làm ha. Ừ. Nó thương tôi, thương nhiều đó mà tôi thương vợ tôi có chỗ đó. Dạ. Tôi biết vợ tôi chung thủy với mình. Chị dặn gì chứ không phải dặn cái lúc mà dặn cái này luôn đâu. Này, này gâu bạc trắng chân rồi. Gâu này mà gâu này cọ chắc dữ lắm hả? Ừ. Thì nó ngay ra. Thì cái chuyện đó mình cũng có quét gì cũng như kiểu quét tường nhé. Quét con nhỏ này nó nhám tường ha, mát tường. Nếu mà nhám mát thì nó dựng cái gâu mình lên á, thì cái nhiệt độ bên đây nó cấp giãn lên. Thằng ơi. Cảm giác mình lên là mình biết rồi. Biết ha. Như hai cái phù hợp rồi đó. Còn bà có đau không? Hả? À? Gâu đụng đau không? Không. Có đau không chị? Không. Không hả? Cảm giác là gâu nó sừng lên á. Ừ, sừng lên là cảm giác mình luôn à. Ngồi vậy, giờ mình mới được cảm hứng được. Ừ. Mình cũng biết chứ. Biết ha. Mình thử rồi mình mới hiểu được. Trời. Vì cái bộ gâu với da thịt mình nó dính vô mình biết. Dính vô. Da từ cho đó. Ừ. Từ cho ông sung sức không? Thấy ông sung không? Thấy ông trời còn quá đắt không ha? Vợ tôi nó không biết chứ, tại vì mình hiểu tâm lý thì vợ chồng mình sống nhau mà. Ừ. Rồi mình biết nhau. Vậy anh có dự tính là sinh thêm đó nữa không? Có mà ngặt con vợ tôi không cho. Thôi vợ chồng cũng nghỉ nhau luôn. Sạch nữa luôn. Bà không chịu hả? Nuôi được không? Được không? Chấp nhận nuôi được đó. Mà sợ tôi á, đây có vài gì đây á, biết đâu ngày ngay ngày mai là già cả nữa. Anh mấy bỏ nhỏ tôi kia đâu anh? À, đi học rồi. Với nhỏ kia tôi mới sai đi mua phê nè. Nhỏ lớn hả? Ừ. Rồi tối làm rồi đó ha. Dạ. Bữa nào gì chứ hả? Nói ngay ra sức khỏe thì màng làm cho tối rồi nó khỏe nó mát rồi. Ừ. Sức của mình nó cũng trùng hợp nhau vợ chồng nữa rồi xung hợp nhau. Ừ. Chứ đúng ra mà tôi mà nghĩ như những người ngoài đời đó ha. Ừ. Thì cái sức của tôi chắc tới giờ không còn đâu. Không còn ha. Ừ. Bởi vì tôi cũng nghe người ta lớn tuổi người ta cũng nói mình đó. Ừ. Nói mình ơi mày giảm bớt đi. Mình cũng hiểu ha. Tôi nói mấy anh nói là cũng nhận tôi cũng hiểu rồi. Cái này á tôi khác hơn mấy anh nhiều. Vì hồi đó ở cha mẹ tôi cũng chưa có đi đợi nào. Mà anh có giảm không? Hả? Thấy anh có giảm không hay là nó càng ngày nó càng lên không vậy? Nó có giảm rồi. Kỳ á. Nó ngộ vậy tôi không hiểu sao á. Có uống thuốc không kìa? Không có. Uống từng vậy hay là một tháng? Ơi. Trời ơi mỗi đêm mỗi ngày á. Trong ngày mà. Mình gì dữ vậy? Cho nó sữa. Cho nó ngay ra vợ chồng. Ngày nào cũng làm chứ hả? Dạ. Con đêm không ngày? Ngày không có chứ. Ngày luôn hả? Dạ. Rồi mỗi ngày người ta thấy gì sao? Đâu có thì vô trong này nè. Vô chồng có, cầm kiếm hướng. Gì đó. Rồi vậy tỉ mấy đứa con ở nhà cháu trời. Đã đi kiếm hướng mà. Đi kiếm hướng trốn ha. Ừ. Đi ra làm sao không chừng. Vô hè luôn hả? Rồi sao không có. Vô hè sao mà nằm được. Đâu có, cái chuyện ra sao hè cũng như nhớ nó cũng như là như mấy thằng phim Tàu, mấy thằng phim Mỹ vậy đó. Cũng như chơi cách ngoài rừng vậy đó mà. Đứng ha. Ờ, đứng có, mình kiểu có chân á. Có không chị? Đó, mình kiểu như đi núp lùm mà. Không có không? Đứng luôn hả? Trời ơi, trời ơi. Đó là dĩ nhiên rồi. Khi nhìn cái cách
cũng hay lắm rồi. Vợ chồng mình chịu rồi, cái chuyện gì nó có sợ trơn á. Ở đây mình hiểu cái cách của mình rồi, sống mình biết. Với phần của người ta không có đi tới lui đó mình biết. Chứ đâu phải mình kiếm cái cách mà đi kiểu mà người ta còn tới lui hoài thì người ta còn chú ý. Ta thấy ha. Ở còn đây mình sống quen rồi. Qua đây cũng hai mấy ba chục năm rồi. Chứ ở ngoài này nè mà áo mồ. Với mà người ta có làm gãy làm đồ á. Anh 62 tuổi, vợ 38, vợ còn trẻ mà gì anh ghiền, anh làm cái ghê hồn không? À. Bởi vì sung sức quá. Cái đó mình tình thiệt, nó thiệt. 62 mà nhìn ảnh như là... nhìn ảnh như là sức cỡ bốn mấy tuổi gì? Bốn mấy gì phải không? Bốn mấy mà anh đón vậy chứ không à, tao đón tôi khoảng bảy mấy không đó không? Ơi. Ừ, tao đón cũng như dạ. Ý là nó mạnh á, sức mạnh á. À, sức mạnh á hả? Ừ. Sức lực á. Mà trước vậy tôi còn bỏ phái từ rồi. Tôi còn vậy đó mà con vợ tôi nó còn phải nghĩ một câu cái nó phải mà sức anh còn cái tuổi mà anh còn đương thương tôi đó. Trời ơi, đó anh một hề. Bởi vì cái lúc đó tôi thương nó lúc đó cứng lắm. Cứng lắm ha. Bở cứng lắm mà được bốn đứa con. Chứ mà phải mềm mềm tới giờ đâu được bốn đứa đâu. Bởi vì bây giờ nó có thì có mỗi ngày thiệt mà nó cứng không cứng bằng như chưa có mình. Không cứng dữ ha. Ừ, nó ngay ra đi. Vợ chồng mình tình thiệt nó thiệt. Rồi mình nói nhau nó phải anh được thì đã biết nhiều nó cho em. Đã còn hơn cái bây giờ nó đổ hết trơn á em ơi, tuổi nó cứng là khác, còn ngày càng già nó còn được thì cũng đỡ cho em lắm rồi đó. Có đỡ hơn không? Trời ơi. Ừ, ý gì dễ gì kiếm có. Chứ bây giờ mà chịch chịch mà em nghĩ coi như mấy người khác coi nó bỏ em liền á. Đi kiếm rồi có bỏ liền á, kiếm một khác rồi mình làm gì mang tội vợ con mình coi không có được, thành ra tôi không có chịu ngoài. Anh ra sợ nó nghĩ ngoài đây mình có ăn tình với ai cái năng biết đây mình tuổi thì vợ mình đi đúng rồi ngại hả chị, thành ra không có ngại thiệt, không mắc cỡ sao sống không cái rồi... chuyện đó vợ tôi biết rồi, lỡ người ta đi vô bất tử á, trời ơi lỡ vô bất tử tôi không chấp nhận nữa, lỡ vô người ta đi ngang ta ngó rồi vợ chồng tôi kéo vô cũng cho nó qua luôn thôi. Chuyện đó tôi có bị rồi nó luôn nữa, có luôn ha, trời ơi người ta có rồi người ta bị người ta mới nói tôi á đó. Mình tao có đấy rồi mày rồi nha, mày có vụ này không cái gì nếu bà. Trời ơi, ta đi ngang á mằng cỏ giờ đó mà vợ chồng mày còn làm cục cặt nữa. Ừ. Thằng ơi còn làm luôn. Dĩ nhiên thôi. Ừ, bà nói tôi cũng chấp nhận tôi trả lời. Thiệt luôn. Nó tôi đâu sợ. Bà bà phái hay gì bà vuốt tóc rồi. Chuyện của mình không sợ. Thành ra mình làm vậy á, nhiều cái đàn bà tao biết. Rồi, ngồi vậy đi. Ngồi vậy đi. Nói chuyện đi. Tao mới nghĩ là tao nói công nhận mình phải được chồng như mình như vậy thì đỡ biết nhiều lắm. Hai chồng ngồi xích vô. Thành ra cái đàn bà của người ta, người ta biết cái tầm, người ta mới nghĩ lại á. Xích vô chị ngồi xích vô chồng. Ta nghĩ là ta nói phải được chồng mình vậy. Mà thương biết nhiều nó gặp không gặp được, phải gặp được nó gì. Bởi ta muốn bây giờ hiện tại giờ ta còn suy nghĩ, ta còn nói hoài. Phải hay ông gì, phải không? Bây giờ tụi em vô gì rồi, đang làm gì rồi sao? Nghỉ hả? Cũng tự nhiên gì thôi. Tự nhiên ha. Có làm tụt cảm xúc không? Có. Cảm xúc luôn hả? Ừ, tụt cảm xúc luôn. Nó ngay ra làm thiệt luôn chứ mình đâu nói làm chơi. Cái gì mình có tích thiệt mình nói thiệt. Mà bộ ngày nào cũng gì hết chị. Điều hứng á mới làm. Bữa nào cũng vậy chứ. Thằng ơi. Bữa nào cũng vậy chứ rồi sao chuyện nổi trời. Thì mà tôi không biết sao mà hiểu chứ. Cái tự nhiên là vậy đó mà tao chừng vậy rồi hàng xóm mà tao có nói gì không? Không, ở xóm này tao không có chú ý với người ta, xóm này tao cũng hiểu hoàn cảnh mình rồi, tao biết. Đời nó cha mẹ nó bởi vì nghe được có vợ rồi mình sao chị à, nghe nói là ổng đòi sinh thêm đứa nữa mà chị có cho không? Không, vợ khổ không có cho. Rồi ban ngày là vô trong đó hả? Khi ban ngày á mấy đứa con á đi chơi á thì mình vô trong. Đâu chỗ nào đâu dẫn vô coi nhà hết coi. Trong nó vô trong nhà. Trong mà cặp ngang cái bụi liên quan nè, đồ mình để đó. Cặp đó thì nó dựa vô. Đâu, vô đi coi hết coi. Vậy đó vô trong này nè. Đâu vô hai chồng vô trống coi nhà hết coi. Đó có được đi đâu, có chưa có hẹn hóc gì đâu, bởi vì khổ mình vô vui thương mình thôi kệ, nó giúp được mình lo nhà cửa còn giúp mình làm giá chịu. Trời ơi cái cửa chút xíu rồi đây hả? Ừ. Là nhét vô đây hả? Ừ. Đó. Chỗ nào đâu cũng như kiểu mà hứng cảm giác đứng như nè đó chuyên vợ chịu nè ở sao làm tới chịu đó ha. Ừ. Rồi mấy đứa nhỏ nó không thấy sao? Trời ơi, cái mình canh chừng. Canh chừng hả? Ừ, nhưng mình giờ làm đây nè, cái đây mình dòm. Dòm mà thấy mà tiếng chó sủa rồi. Bị mình cái hiệu lệnh cũng có chó nữa, nó cũng biết nữa. Có chó sủa là nghi rồi ha. Chó sủa là biết rồi, biết có người vô. Trời ơi. Có thấy không? Đồ gì em ta cho là mình không lấy coi cũng phiền. Trời, đồ nó cho hả? Ừ, rồi thằng là vợ tôi lựa đồ nào được á, thì xài.
Thằng đồ chắc như đóng lúa luôn nè. Tôi nói chắc không phải như đóng lúa mà còn hơn hội đồng nữa. Hội đồng mà mỗi lần này mà đi mà góp lúa cái gọi nha, đổ xà vô bồn không có đổ xà nhà luôn. Trời ơi, ông nội ơi. Bởi vì tội nghiệp giờ cảnh vợ tôi lắm. Bởi vì tôi thương nó chỗ đó. Rồi ở ngoài đường ta không biết, có miệng ta nói không, mình ta không biết được thôi cả. Mình cũng dán sống vợ chồng đi. Thương nhau ha. Ông bà mình cũng phải ngó thôi, chứ mình cũng ngó. Ông nói bắt ngày chỗ này nữa hả chị? Chỗ này luôn hả? Giữa đó hả? Giữa đó mình làm cũng hồi hộp lắm, cũng canh chừng. Canh chừng ha. Canh chừng mấy đứa con thôi, chứ ngoài đường mình đâu sợ. Cái chuyện đó là hiển nhiên rồi. Canh sống chừng, mà. Canh chừng dòm thôi đó, dòm gì ha? Dòm ngoài này nè. Chứ đâu dòm đâu. Mình dòm mà dòm chứ em không có thấy, mà chó sủa cái dòm biết. Chó sủa là mình biết rồi ha. Biết có người vô là mấy đứa con vô đó. Qua đây ngồi dưới ống này. Đó, như vậy đó, thành ra sống nó mới hiểu rồi. Thành ra mình không nghĩ tới gì trơn á. Bà cừ te tép hoài kìa. Làm gì bà phái không ơi? Bà cừ biết sao, bà phái vợ chồng chung thủy. Chung thủy ha. Thương nhau cảnh, sao chị? Hiểu nhau vậy đó. Vậy là bữa hổm là hết giận rồi mới làm dữ hận gì chứ. Bởi vợ con tôi thương tôi biết không à. Bởi vì mình biết đó. Bởi vì tôi nghĩ ra tôi nghịch cho con vợ tôi cái cháu đó. Chứ sống mà mình không nghĩ tới vợ con cũng kỳ lắm, cũng chịu. Đừng theo cách cái người ngoài nghĩ có rồi cái mình coi vợ mình ra gì, cái bỏ đồng này cái thèm đồng khác ha. Bởi có đứa nào người nào cũng như người nấy thôi. Rồi cái nhà anh tới đây là mất tiêu rồi đó hả? Lá trong buồn luôn á. Đồ trống một tấm luôn á. Đồ quá hả? Sao không bán bớt đi? Bán gì ba đồ của bà mẹ tôi á, bà đã dành cho bà vậy chứ. Tôi mất cả vợ con tôi nữa, nó làm vậy làm chuyện đó mình đâu có nói được. Bởi vì chị chiều anh dữ hằng ha. Bởi vì lúc nào cũng chiều chứ ha. Là bởi vì vợ nó biết mà. Anh rủ hay là bà rủ? Bà rủ cũng có mà mình rủ cũng có nữa. Mà mình cảm giác mình nó thiệt nha, mình mệt thiệt. Mà mình không muốn làm lắm, mà không làm thì coi vợ mình nó nghĩ sao đây, mình cũng coi không được nữa. Thôi mình cũng gán đi. Mà nhờ gì cái sức của tôi đâu mà nó cũng còn hoài. Bởi vì tôi cũng hiểu cho vợ tôi còn cho hoài, ha. Chứ đúng ra như kiểu người ta nói rồi đó, ta nói cái sức của mày mà như tao nha, đâu mới thiệt mày nha. Mày lại mà kêu vợ tao mà làm cái đó tao không làm. Bà rủ mệt nói, nó đuối rồi làm nổi nữa. Bà rủ có nói làm sao? Nói nó khiều khiều vậy đó là biết rồi. Khiều biết ý rồi. Dọc dọc chứ đâu có kêu. Ít chứ ngại kêu lắm. Ít nha. Tôi nói à, em à gì hả? Là nó tới rồi đó phải không? Muốn thèm phải không? Rồi chuẩn bị anh làm tới cho đừng sợ, chờ mấy đứa đi kêu đi cho tiền nó đi bánh nó đi đâu cái nọ đó ngủ đi ha. Bắt đầu vô đây ngủ đi đó, không thôi đi ra ngoài. Còn mấy đứa con nó biết vậy cái nó chịu đi á, cái ông bộ vũ vợ nói kiếm củi làm cái nọ đó chứ đi ra ngoài rồi tụi này nó đâu có chú ý đi ra. Thành ra vợ chồng với ý nhau luôn cái gì đó rồi dám là tới hè luôn nó làm hay lắm coi. Trời ơi, trong nghiệp vợ chồng mà trời ơi, cái cách đó mà mình làm đi cho biết đặng hiểu vợ mình, cho nó hiểu tình chồng mình. Cái cách mà mình làm vậy mà nếu còn vợ mình nó mới biết hiểu hoàng chồng mình, nó mới thương mình, rồi nó mới rủ ghen mình được vậy, mình mới mến nó. Anh mà chung thủy nhau, anh mà yếu dám bỏ luôn à? Vô đốc nhang con cúng bà nội mày đi. Anh mà yếu chắc bỏ luôn ha. Đi mua cà phê về đó, về đốc bà già tôi. Cho hưởng trước rồi mới con cháu hưởng sau. Mẹ cha mẹ mà chết rồi con có tiền có gì cũng lấy. Chứ tôi phải nghĩ người ta vì mình sống cha mẹ anh hiểu rồi. Hai chồng anh tình cảm ghê hồn chưa? Vậy mà tôi thương vậy đó mày. Thương vậy đó ha. Chứ mình sống ngoài đời của ta mình để mình nghĩ cái chuyện của ta khác, mình khác. Mình sống của ta mặn nó có ga, nó có đồng tiền nó đổi khác. Còn mình có thì mình sống chung thủy vợ mình đi. Trời ơi. Cho hiểu nhau trời. Sao nó không nổi không anh? Thì biết sao, bị cái cách bây giờ nó phải như người xưa mình chạy tối ngày xưa xách xe ra chạy hoài được hoài. Dạ hả? Chạy nhiều quá. Thì có bán đó là tới đóng điện nè, mấy thằng điện mới đưa nè, tới đóng điện nè, đóng rồi có mình gom đi bán gì đó. Bán hoài đó ha. Để canh chừng mình bán gì đó. Mới ghé nè, thành ra ngày nay cái mình cầm ăn cỏ ăn ngày quen ngày qua rồi. Rồi thành ra bữa nay lạnh nằm hoài mệt mỏi đó. Đó mọi người thấy không? Đi vô cứ trưa mà cũng làm trên giường luôn đó. Rồi cái tự nhiên đi mình đâu có sợ. Cái sự sống mà mình thử cái sức lực của mình nó còn cái đến đâu cái nào. Còn nó mạnh bao nhiêu ha? Bé kia đâu anh? Bé kia đi học rồi. Bé mới vô thắp nhang. Con ra đây nè con ơi. Nó ngoài đó kìa. Đâu Viên? Viên à? Làm gì Viên? Có ai vậy?
Vậy là anh mấy đứa, ba đứa phải không? Hai mà vậy? Ba đứa hay bốn đứa? Hai vậy? Ta là anh. Hả? Nó bắn chim chứ hỏi bắn gì mà sợ. Bắn chim rồi phải không? Bắn chim không có, chim bắn gà luôn chừng. Nó cũng ngặt đời lắm. Tôi mới gà rồi mà lay quay nó bắn gà mắc tiêu rồi, mắc con này cũng gần nửa tháng nay rồi. Tiêu rồi ha. Đó, nhỏ này làm da lớn hết nè. Con thấy đi đâu về hả? Con mới mua cà phê. Cà phê cho ai?